Ngày 27 tháng 5, đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng Savanakhet, Santifat Phong Hẻn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong khuôn khổ buổi hội đàm, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Savanakhet ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025 trong đó, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Savannakhet 30 suất một năm theo trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ ngân sách tôn tạo và nâng cấp khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam 2022. Điều này thể hiện quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, trong đó có quan hệ hữu nghị hợp tác thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Savannakhet mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng tỉnh Savannakhet 16 bộ trang thiết bị họp trực tuyến. Thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ dự án tu bổ khu di tích Bắc Hồ, Sài Gòn Tourist trao năm suất học bổng trị giá 1,5 tỷ đồng cho tỉnh Savannakhet. Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet và trao tặng quà cho các hộ gia đình người Việt tiêu biểu. Đoàn cũng đến đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm Bắc Hồ, dân hoa tại đài tưởng niệm Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Kaysone Sơm Vị Hẻn và đi thăm khu lưu niệm Chủ tịch Kaysone Sơm Vị Hẻn.